bất ngờ với những gì netizen quốc tế nghĩ về Việt Nam, cứ tưởng Việt Nam nhỏ bé lắm. Hoa Kỳ, tôi là quốc gia mạnh nhất. Việt Nam, bạn có chắc về điều đó không? Nhiều năm sau, Hoa Kỳ và Việt Nam là bạn bè. Mỹ, tôi ghét Trung Quốc. Việt Nam, ôi, tôi cũng vậy, hãy là bạn thân, kết thúc có hậu. Tôi yêu cách Việt Nam yêu Hoa Kỳ, dù gần 1 đến 4 triệu người Việt Nam chết vì chiến tranh, đây mới là tình bạn đích thực. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Netizen React. Các bạn thân mến, Việt Nam trong con mắt của hầu hết bạn bè quốc tế là một quốc gia vô cùng kỳ lạ. Một quốc gia bé nhỏ về diện tích, đông đảo về dân số, GDP đầu người chỉ tầm trung bình thấp, kinh tế chỉ đang phát triển, cũng không phải là quốc gia có những tiếng nói quyết định về mặt chính trị, cũng không có quyền lực mềm về tài nguyên. Việt Nam còn nằm trong khu vực được coi là vùng trũng thế giới. Thế nhưng, không một ai dám coi thường Việt Nam cả. Vì sao ư? Mới đây, video có tên Bạn có biết ở Việt Nam được đăng tải trên một kênh YouTube nước ngoài đã giải thích cho điều đó. Đây là một video ngắn chỉ có vài chục giây nhưng đã thu hút được rất nhiều lượt xem từ bạn bè quốc tế. Nội dung của video nói rằng, đây là những điều mà các bạn có thể chưa biết về Việt Nam. Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất châu Á. Và theo văn hóa dân gian cổ đại, tất cả người Việt Nam là con cháu của rồng. Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong chiến tranh lịch sử châu Á. Việt Nam cũng là quốc gia thân Mỹ nhất trên thế giới. Đây cũng là nước tiêu thụ thịt chó lớn thứ hai trên thế giới. Và ẩm thực Việt Nam là nền ẩm thực lành mạnh nhất ở châu Á. Họ cũng có hang động lớn nhất thế giới. Video sau khi được đăng tải đã thu hút đông đảo ý kiến trái chiều từ netizen quốc tế. Vậy, họ đã có những bình luận thú vị gì? Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Hoa Kỳ, tôi là quốc gia mạnh nhất. Việt Nam, bạn có chắc về điều đó không? Nhiều năm sau đó, Hoa Kỳ và Việt Nam là bạn bè. Mỹ, tôi ghét Trung Quốc. Việt Nam, ôi tôi cũng vậy, hãy là bạn thân, kết thúc có hậu. Không thể đúng hơn, nhiều người ở đây cực kỳ ghét Trung Quốc do chủ nghĩa bành trướng của họ và nói chung là không tốt với khách du lịch Trung Quốc. Đính chính, dù là kẻ thù của nhau trong chiến tranh Việt Nam, nhưng về kinh tế họ vẫn là bạn, nhất là sau cuộc diệt chủng Campuchia ngày 7 tháng 1 năm 1979. Sự thật thú vị, GDP của Việt Nam là 362 tỷ, nhưng xuất khẩu của Việt Nam là hơn 400 tỷ. Biết đâu Việt Nam lại thích Mỹ, giống như hội chứng Stockholm khi yêu kẻ thù. Là một người Việt Nam, tôi có thể khẳng định rằng đó không phải là tình yêu. Những gì họ đã gây ra cho đất nước chúng ta không thể xóa bỏ được, chỉ là sự tôn trọng thuần túy dành cho nhau. Chúng ta không sử dụng từ tình yêu, chúng ta có thể là đối tác, chúng ta có thể là đối tác phát triển. Nếu bạn có ý định tốt, tất cả đều được chào đón, không có hận thù giữa chúng ta. Những điều có thể bạn chưa biết về Việt Nam. Người Việt già ghét Mỹ vì chiến tranh Việt Nam. Người Việt hiện đại thích người Mỹ vì một phần nào đó người Việt Nam thân thiện và rất thích người nước ngoài, một phần vì họ có thể dạy tiếng Anh cho trẻ em. Người tiêu dùng chó cao thứ hai trên toàn thế giới. Ẩm thực lành mạnh nhất ở châu Á. Đây là nước tiêu thụ thịt chó lớn thứ hai. Có thể nói, nơi đây có nền ẩm thực tốt cho sức khỏe nhất châu Á. Mỹ, cho chó nghiệp vụ truy lùng PC. Lính PC, thực phẩm miễn phí. Sự thật thú vị, ở Việt Nam, bạn nghĩ một tên trộm sẽ đánh cắp cái gì của bạn? Không phải tiền bạc, xe cộ hay đồ đạc mà là con chó của bạn. Tôi yêu Việt Nam từ Malaysia. Việt Nam là một nơi tuyệt đẹp. Tôi luôn muốn đến thăm Việt Nam. Đó là một đất nước tuyệt vời với hàng tấn lịch sử và thiên nhiên. Chính sách trung lập của Việt Nam đòi hỏi quốc gia phải kết bạn với càng nhiều quốc gia càng tốt. Nhưng đúng là hầu hết người Việt Nam không có gì chống lại Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào, có thể ngoài Trung Quốc trong những năm gần đây về vấn đề đó. Chính phủ đã làm rất tốt khi không gây phản cảm với bất kỳ ai và thậm chí còn giúp người dân cởi mở hơn với họ thông qua các dự án hợp tác, phát triển du lịch hay chỉ là tin tức chính phủ nói chung. Nơi duy nhất mà cựu Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể cảm thấy thoải mái khi đi dạo, trò chuyện và ăn tối cùng nhau. Nếu có lợi nhuận, người Việt Nam sẽ làm theo bất kể bên nào. Tôi không chắc khoảng 84% người Việt yêu nước Mỹ.
Họ thích Mỹ vì các bạn giàu có và có quân đội mạnh nhất thế giới, hoặc vì ý nghĩa trong ngôn ngữ của chúng ta, thích và yêu đôi khi có thể có cùng một nghĩa. Việt Nam và Hoa Kỳ đang có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng không giống anh em hay đối tác như Lào và Cuba. Người Việt Nam là một trong những dân tộc dũng cảm nhất. Họ đã đánh bại Pháp, Nhật, Trung Quốc và Mỹ. Mọi người đều đánh giá thấp sức mạnh của một đất nước nhỏ bé với những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đất nước của họ. Đất nước nhỏ bé ấy khiến ta run sợ. Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh chống Mỹ để giành chiến thắng và giữ vững chủ quyền. Hồ Chí Minh đã được cả hai cuộc cách mạng Nga và Mỹ truyền cảm hứng khi ông thành lập Việt Minh. Trong Thế chiến thứ hai, Mỹ viện trợ nhiều nhất cho Việt Minh ở Đông Dương, và tôi nghĩ rằng đó sẽ là một tình hữu nghị lâu dài vĩnh cửu. Năm 1932, chiến tranh bên Mỹ và Việt Nam đang tấn công. Họ sử dụng bẫy và vũ khí như súng và bom. Họ sử dụng bệ phóng tên lửa để bắn vào Hoa Kỳ. Một đám binh lính, máy bay chiến đấu, xe tăng đang tấn công ngay bây giờ. Năm 1946, họ đang tấn công. Cho đến năm 2022, họ thân thiện và nhiều người yêu mến nước Mỹ. Mỹ và Việt Nam là quốc gia tốt nhất trên thế giới. Tôi yêu cách Việt Nam yêu Hoa Kỳ, dù gần 1 đến 4 triệu người Việt Nam chết vì chiến tranh. Đây mới là tình bạn đích thực. Các bạn thân mến, quả thực, Mỹ và Việt Nam trong những năm qua và trong bối cảnh hiện nay đến với nhau trên tinh thần khép lại quá khứ đau thương của hai dân tộc hướng đến tương lai. Việt Nam chào đón người Mỹ đến với quốc gia tươi đẹp và yêu chuộng hòa bình trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, đóng góp cho sự nghiệp chung, vì sự phát triển của hai nước, vì hòa bình của nhân loại. Người Mỹ đến Việt Nam bao giờ cũng được đón tiếp nồng hậu. Hiện nay, Việt Nam sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chào bạn bè năm châu, bốn biển, trong đó có Mỹ đến với đất nước hùng anh và văn hiến ngàn đời này bằng hoa hồng và đại bác chào mừng, chứ không còn là AK-47 và những tràng đại bác để vùi đầu giặc trong biển lửa hờn căm như những năm 1965, khi Mỹ chính thức đưa quân đội của mình và chư hầu sang để xâm lược nước ta. Ngày trước, Mỹ sang ta là đi xâm lược, do đó chúng ta phải chiến đấu để quét sạch nó đi. Ngày nay, thời và thế đã khác xưa, ta và họ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, không vì thế mà những đau thương mất mát và những di chứng để lại sau chiến tranh Việt Nam có thể lãng quên, mà những nỗi đau ấy nay đã được cất giấu sâu trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Tôi cá là không ai trong chúng ta là không biết đến chiến tranh Việt Nam hay những hậu quả nặng nề mà nó đã để lại. Ngay từ khi sinh ra, mỗi đứa trẻ Việt Nam chúng ta đều được biết đến cái gọi là lịch sử. Nó xuất hiện thông qua những lời kể của bậc ông bà, cha mẹ, hay thông qua những kiến thức được in trong sách vở, qua những lời giảng dạy của thầy cô giáo. Như vậy mới thấy, không phải là chúng ta đang lãng quên lịch sử, mà chúng ta đang phải sống và hướng tới tương lai. Ngày nay, khi Việt Nam đang phất lên, thì đừng ai nói ai sẽ chơi với Việt Nam, mà hãy nói rằng Việt Nam sẽ lựa chọn ai để chơi. Đại hồng kỳ của Việt Nam kiêu hãnh tung bay khắp năm châu là bằng chứng sinh động nhất, trung thực nhất. Chúng ta tự hào vì công dân của nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Còn các bạn sau khi xem xong video có cảm nhận như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!